Rồi chào các bác nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu một cái mẫu để mà anh em câu cá đồ đi dạo sông rồi đó. Là cái mẫu máy chèo thuyền động cơ hai thì dàn lắp đứng á, giống kiểu cano á. Này có tay ga vặn đầy đủ nha anh em. Đây. Tay ga tắt mở em đang ráp cho khách. Thì anh em muốn ráp động cơ hai thì, này động cơ hai thì nha. Còn anh em muốn ráp động cơ 4 thì em cũng có nha, của Honda hay là gì đó có đủ luôn nha anh em. Em cứ thoải mái chọn lựa. Thì cái này thì rất là tiện nha, tại vì nó xài chung mấy cái cỏ cho những cái phụ tùng mà sau này khi về sau mình thay thì rất là dễ kiếm. Ở đây nó có cái giá kẹp, kẹp vô trong cái thuyền của mình hay là cái xuồng gì đó, thì anh em cứ dặn vô là nó sẽ siết vô ha. Thì cái này tăng đưa được, người tăng đưa xuống lên được ha. Anh em có thể đặt theo mức nước khác nhau, không sợ bị cọ dưới đáy ha. Bảo đảm là rất là bán chạy ha, rất là tiện. Trọng lượng của nó thì chỉ có 9kg thôi đó. Cái chân vịt này bằng hợp kim nha, rất là cứng, không phải là bằng nhựa đâu, đây là bằng hợp kim, rất là cứng cho nên không sợ gì hết. Đây, gánh nước đây thì khởi động với mấy cái cỏ của anh em mình xài thôi đó. Anh em cũng kẹp đỡ vô trong này để mà trưng bày nữa ha. Một chút nữa em sẽ khởi động cho anh em xem nha. Bây giờ xong rồi nha các bác. Bây giờ để đang ráp vô xong hết rồi. Giờ chỉ còn chuẩn bị đóng thùng để có gì chút nữa mình test nước thử cho bác xem nha. Bây giờ khởi động thử nha anh em. Đây. Để nước và lực nước ra sao ha. Để sâu xuống luôn, để sâu xuống xíu đi. Rồi. Rồi mạnh lên. Ok. Đó, thấy nước là mạnh ha. Rồi ok. Cầm tay rất là nhẹ nha các bác. Rồi xong rồi đó. Mời các bác nhiều nha. Rồi chào anh em nha. Đây là lúc máy nó được gắp xong ha. Hiện tại giờ máy này là gắp máy 4 thì, xài nhớt riêng, cứ châm xăng vô mà chạy thôi ha. Thì nó vẫn như bình thường, nó vẫn có công tắc tắt mở và tay ga đây ha. Tay ga đây, đây, đây cho anh em xem. Đó, thấy chưa, rất là tiện luôn. Rồi em nhắc lại là nó có gánh nước rồi ha. Rồi chân vịt, đây là chân vịt bằng thép nha, rất là cứng nha. Đó, xài qua chốt dài thôi. Thì anh em muốn thay động cơ khác thì hay thì chỉ tháo bốn con này ra thôi, thay vô ha. Xài bộ lớn như bình thường. Cần này thì quay 360 độ, mình có thể lên xuống là lên được luôn ha. Rồi, lên xuống thì được hết. Rồi chỉ cần nới mấy con này ra thì mình sập nó xuống lên thì cũng được. Rồi, chứ có phần gài này luôn đó. Đây là phần hiệu chỉnh của cái độ dốc của cái máy chèo thuyền nè. Thì khi anh em bắt vô xuồng ba lá rồi đó thì có cái mỏ nhỏ thì mình chỉ kẹp vô thôi, mình cho nó dốc được lên xíu. Mình xăng này nó chạy thì khoảng cũng lâu, thì một giờ này nó chạy thì tầm cỡ mấy 300 mấy ml à. Cái này máy này của GS 35 nha. Đây là máy 4 thì, 4 soaker. Đó. Giá rất là rẻ, anh em xài này rất là tiện lợi luôn ha. Chỗ này là chỗ mình vô mở bò rồi này nọ mình kiểm tra sau khi bò lâu ngày bảo dưỡng á. Đây là số điện thoại của em đây ha, mọi người cứ điện số này cho em rồi thì chỉ gặp vô Facebook của công ty em ha. Đó. Thì để em test nước cho anh em xem nha.